Xin chào bạn đã đến với cả channel của Laptop AZ. Mình là Duy View. Và sau khi các hãng laptop tung ra những thông tin, những cái sản phẩm chính thức của những chiếc laptop gaming năm 2021, thì câu hỏi anh em gửi đến trên kênh nhiều nhất và cũng chính đến vào Facebook của mình luôn là chúng ta có nên chờ những chiếc laptop gaming của 2021 sắm cho nó bỏ tiền hay không, hay là chúng ta mua luôn những chiếc laptop gaming của 2020 bỏ công chờ đợi. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ những nhận định này, những cái dự đoán của mình về những chiếc laptop gaming của năm 2021, liệu là ai nên mua, ai nên chờ và liệu là ai không nên chờ mua luôn những chiếc laptop gaming tại thời điểm hiện tại. Thì trong video này mình và anh em hãy cùng tìm hiểu về cái chủ đề này nhé. Và nếu anh em đang muốn tham khảo những chiếc laptop gaming của năm 2020 thì có thể tham khảo chiếc Acer Nitro 5 phiên bản 2020 này mới toanh tại cửa laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết link và mã giảm giá AZ mình sẽ để dưới phần mô tả video nhé. Và bây giờ hãy cùng mình bắt đầu tìm hiểu video này ngay sau intro. Cái đầu tiên mà nhiều anh em sẽ băn khoăn nhất nó nằm ở câu chuyện hiệu năng. Tại vì là nếu anh em muốn chiếc laptop gaming 2020 rồi thì rất là sợ là 2021 chúng ta có một chiếc máy hiệu năng vượt trội hẳn với 2020. Cảm giác là mua xong nó lỗ. Thì năm nay mình sẽ nhận định một chút về CPU. Đầu tiên là với AMD nhá, năm 2020 là một năm của AMD. Hiệu năng cao, nhiều nhân, nhiều luồng thì năm nay AMD vẫn tiếp tục phát huy những cái khả năng đấy. Nhưng mà năm nay thì CPU AMD sẽ không quá nhiều khác biệt. Chúng ta có CPU AMD 5000 series sẽ được cải thiện về số xung nhịp, còn về kiến trúc hay là về số nhân số luồng thì nó không quá khác biệt gì nhiều đâu. Thực sự đấy, nếu anh em mong chờ là CPU AMD có một năm bùng nổ thì nó vẫn sẽ bùng nổ. Còn với Intel thì là một câu chuyện rất khác anh em ạ. Năm nay Intel tại sự kiện CES 2021 thì tung ra những CPU 35H hoặc là H35 với mã cụ thể là i7-11351375H đấy, 35 TDP. Nhưng mà CPU này sẽ cải lùi về 4x8 luồng đấy. Các hãng như là AMD thì họ tăng nhân tăng luồng lên, thì riêng Intel họ cho về 4x8 luồng luôn. Và với cái hiệu năng chơi game thì sẽ hứa hẹn là những cái tựa game eSports ấy, thì mình nghĩ là sẽ tốt. Còn với những tựa game nặng thì mình nghĩ là sẽ không sự cải thiện, thậm chí là còn bị cải lùi ly. Tại vì là số nhân số luồng lại bị giảm đi mà. Mà game bây giờ ấy nó càng ăn nhiều nhân nhiều luồng hơn rồi. Thì với câu chuyện của Intel H35 này thì mình nghĩ là một thời gian nữa trên tay thực tế trải nghiệm ra sao, hiệu năng có thực sự ngon hay không ấy thì phải chờ anh em ạ. Nhưng có thể kết luận là nếu anh em nào mua những chiếc laptop gaming hy vọng một chiếc máy có hiệu năng CPU mạnh ấy, thì năm nay, năm 2021 sẽ là một năm không quá là bùng nổ đâu. Chúng ta sẽ xét thêm một cái yếu tố nữa là card đồ họa. Card đồ họa là một yếu tố rất quan trọng để chúng ta quyết định được hiệu năng laptop gaming ra sao, đặc biệt là cái tác vụ gaming. Thì năm nay với Nvidia nhá, ở thị trường Việt Nam đã có RTX 3070 rồi. Nó mạnh ngang con 2080. Nhưng mà có một vấn đề như này này, là 3070 còn mát hơn, mức giá còn ưu đãi hơn. Đấy, đấy là trên Ray Tracing, trên RTX 3070, 3060. Nhưng với những dòng card đồ họa cấp thấp thì sao? Thì câu trả lời là chúng ta chưa có. Thậm chí là trên desktop chúng ta vẫn chưa có những cái phiên bản card đồ họa không có Ray Tracing. Và cái mã của cái tên sản phẩm chưa có Ray Tracing cũng hiện ra chưa có luôn. Mình dự đoán hãng sẽ đặt tên là GTX 1750 hoặc là RTX 3050 gì đó, vẫn chưa biết được. Nhưng với hiệu năng được cải thiện, đặc biệt là nhân CUDA, thì mình nghĩ là trong một khoảng thời gian tới, nếu mà có card đồ họa đấy mình sẽ sớm trên tay thôi. Và mình dự đoán là cái hiệu năng này sẽ cải thiện được khoảng 15-20%. Nghĩa là ví dụ như là chúng ta có card đồ họa GTX 1750 chẳng hạn, thì hiệu năng của nó sẽ nằm ở giữa khoảng với card đồ họa 1660 Ti và 1650 Ti tại thời điểm hiện tại. Hứa hẹn là hiệu năng sẽ được cải thiện tương đối nhiều. Và có thể kết luận lại là với những anh em game thủ mong chờ một chiếc máy có hiệu năng cao, đặc biệt là hiệu năng card đồ họa ấy, thì chắc chắn là nên chờ nhá. Tại vì mình nghĩ là hiệu năng của chiếc máy laptop gaming tại thời điểm tiếp theo nó sẽ lại được cải thiện hơn. Còn với AMD thì mình đã test qua với MSI Bravo 15 hay là Dell G5 SE rồi. Mình tương đối ấn tượng với hiệu năng của những chiếc card đồ họa nó mang lại trong tầm tiền. Nhưng có một vấn đề là cái công suất tiêu thụ điện năng của những card đồ họa đó thì chưa được cải thiện tốt cho lắm. Ở năm nay thì hãng quảng cáo là có hiệu năng gấp đôi với cả RX 5000 series. Không biết gấp đôi gì nhưng hãng quảng cáo là gấp đôi. Cùng với đó là cải thiện công suất tiêu thụ điện. Mà cũng không biết là thật không, nhưng mà trên tay mới biết được. Nhưng mà hứa hẹn là nếu anh em nào mong chờ những dòng sản phẩm sử dụng card AMD được ra mắt trong những chiếc laptop gaming của 2021 ấy, thì mình nghĩ là cũng đáng để mong chờ. Và tổng kết lại về cái vấn đề cấu hình, thì với những em nào về làm về đồ họa này, sử dụng nhiều về CPU này, mong chờ một chiếc máy có CPU vượt trội, hiệu năng bùng nổ ấy, thì không. Năm nay mình nghĩ sẽ không phải năm bùng nổ quá nhiều về CPU đâu. Và năm nay sẽ là năm bùng nổ về card đồ họa, khi mà Nvidia và AMD cạnh tranh cực kỳ là gắt gao trên desktop, chứ đừng nói là laptop.
và trên laptop sẽ là một thị trường cực kỳ là béo bở và màu mỡ cho những hai thương hiệu này. Và đặc biệt anh em game thủ nhá, nên chờ nếu anh em mong một chiếc máy có hiệu năng cả đồ họa được cải tiến so với năm trước. Chúng ta nói về cấu hình thế là cũng đủ rồi. Anh em nếu mà bây giờ sắm laptop chúng ta phải quan tâm đến nhiều vấn đề nữa. Màn hình. Màn hình là một trong những cái yếu tố cạnh tranh rất lớn ở những chiếc laptop gaming trong những năm gần đây. Và Asus là một trong những cái thương hiệu đi đầu. Nhưng mà ngoài Asus ra chúng ta còn nhiều thương hiệu nữa, Acer, Lenovo. Các hãng năm nay họ cạnh tranh không nằm ở Full HD 144Hz nữa, mà là Full HD 300Hz hay là 360Hz, cùng với đó là 2K 165Hz. Những cái option màn hình mới này sẽ giúp cho anh em có thêm những nhiều lựa chọn hơn. Về 2K 165Hz đi, thì với 2K 165Hz thì chúng ta sẽ có 2K. 2K thì tất nhiên sẽ nét hơn Full HD, nhìn nó sẽ bớt rỗ hơn. Ngoài ra thì 165Hz thì nó vẫn sẽ nhanh hơn 144Hz, mặc dù là nó sẽ không khác biệt gì nhiều, nhưng mà nó nhanh hơn, nó vẫn nhanh hơn. Và về mức giá thì mấy anh em bên Asus bảo là mức giá nó vẫn thế, nhưng mà mình không tin. Tại vì là năm nay các thương hiệu vẫn sẽ bán kèm với bản cái option màn hình là Full HD 144Hz, và màn hình 2K 165Hz ấy sẽ có phổ màu đẹp. Thế nên là mức giá của những dòng sản phẩm mà sử dụng 2K 165Hz ấy sẽ có mức giá chênh lệch khoảng 2-3 triệu gì đó. Thì đó là về câu chuyện giá thành. Còn về câu chuyện sắc nét và phản hồi tốt thì chắc chắn là sẽ được là ngon hơn. Và đó sẽ là trend của năm nay, 2K 165Hz. Anh em muốn một chiếc máy laptop gaming có trải nghiệm nhìn tốt hơn thì năm nay anh em nên chờ. Còn nếu anh em đã hài lòng với Full HD 144Hz rồi, mình nghĩ là vô tư. Màn hình thế thôi, đủ rồi. Màn hình nghĩa là một trong những cái yếu tố quan trọng. Một yếu tố nữa mà mình nghĩ anh em nên chờ là thiết kế. Thiết kế của những chiếc laptop gaming HomePod năm nay được thay đổi một cách theo hướng hiện đại hơn, càng ngày càng phẳng hơn. Ví dụ như là TUF Dash S15 mang lại cho chúng ta một thiết kế phẳng, nhìn mỏng, nhẹ. Hay là Lenovo họ làm càng ngày càng thanh thoát hơn. Và đặc biệt là kích thước của những chiếc laptop gaming năm nay họ cải thiện lên khoảng 16 inch, khá là hay đúng không? Hay là chiếc Acer Trident 300 chẳng hạn, thiết kế nhìn như một chiếc Ultrabook bình thường, không điểm quá là nổi bật, màu sắc cũng tương đối là hài hòa. Và nếu anh em đã đắm chìm, đã mê những cái thiết kế của những chiếc laptop gaming năm 2021 rồi ấy, thì chắc chắn là nên chờ. Mình thấy thì những chiếc laptop gaming của năm 2020 đã có thiết kế đẹp rồi, nhưng mà 2021 nhìn còn đẹp hơn. Đấy là tùy cái con mắt của anh em thôi. Còn mình nghĩ là 2020-2021 thì mình không quan trọng, quan trọng là hiệu năng tốt là được. Đấy, câu chuyện thiết kế mình sẽ để cho anh em tự quyết định nhá. Và cuối cùng là câu chuyện mức giá. Mức giá của những chiếc laptop gaming của năm 2020 hay là năm 2021 ấy, thì mình nghĩ là vẫn sẽ không quá chênh lệch. Các hãng vẫn sẽ muốn phở đều phân khúc từ mức giá khoảng 18 triệu cho đến khoảng 50-60 triệu là chuyện bình thường. Các hãng sẽ cạnh tranh nhau rất là gắt gao từ mức giá phổ thông cho đến mức giá cao cấp. Thế nên anh em không cần lo là mức giá những dòng sản phẩm này sẽ bị dâng lên và bị độ lên đâu. Tại thời điểm đầu những cái sản phẩm này mới về mức giá nó sẽ cao, nhưng khi được bán chính hãng tại Việt Nam hoặc là nhiều cửa hàng xách tay họ xách tay về rồi thì mức giá sẽ rất là ưu đãi. Và đó tất cả những gì trong video lần này, những cái chia sẻ, những nhận định của mình. Tổng kết lại thì trong video này đó là những cái nhận định, những cái dự đoán của mình trong những chiếc laptop gaming của năm 2021. Với những em game thủ nói chung mong muốn một chiếc máy có hiệu năng chơi game tốt hơn với cả đồ họa mạnh mẽ hơn thì mình nghĩ đây là một năm xứng đáng để các anh em chờ đợi. Còn với những em nào designer, thiết kế, làm đồ họa hay là chạy máy ảo, hy vọng một chiếc máy có CPU hiệu năng vượt trội, bùng nổ so với năm trước thì câu chuyện đó là không. Mình nghĩ là nên mua ngay những chiếc laptop gaming của năm nay đi, không cần chờ nữa đâu. Về anh em nào muốn một chiếc máy thiết kế đẹp hơn hay là thích màn hình option 2K 165Hz thì anh em cũng nên chờ. Và đặc biệt nếu anh em quá lo lắng về mức giá thì câu chuyện anh em không phải lo. Laptop gaming của năm 2021 vẫn sẽ không đắt hơn đâu, và mức giá vẫn sẽ tương tự những năm 2020 thôi. Và xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ cùng với việc tham khảo chiếc Acer Nitro 5 phiên bản 2020 với mức giá ưu đãi nhất cùng mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video. Và nếu anh em có những cái cảm nghĩ gì về những chiếc laptop gaming của năm 2020 hay là 2021, cái ý kiến của anh em ra sao, cái nhận định của anh em như thế nào, hãy để dưới phần comment nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.